Ngày 15 tháng 10, theo thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô hơn 1.800 tỷ đồng. Đường dây này do Ngô Anh Khoa, Võ Vũ Lam và Nguyễn Minh Thới cầm đầu. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 12 đối tượng để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Công an đang làm việc với hơn 60 người liên quan trên địa bàn tỉnh Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website iBet, Viva 88, SV388 từ đầu năm 2023 đến nay qua phân cấp gần 30 đại lý và hàng trăm tài khoản tham gia đánh bạc. Được biết đây là đường dây đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn liên quan đến nhiều địa phương, thu hút sự tham gia của hàng trăm người. Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, tận dụng triệt để các công nghệ cao, mạng xã hội của nước ngoài, sim giác, tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Tự giới thiệu là cán bộ công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội, đối tượng lừa đảo đã yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp. Ngay sau đó, nạn nhân đã chuyển gần 2 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, vào ngày 30 tháng 9, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của bà T, 78 tuổi, ở quận Long Biên về việc nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an quận Long Biên và thông báo bà T liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp. Bà T sau đó đã chuyển gần 2 tỷ đồng. Công an Hà Nội cho biết dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn trên nhưng nhiều người vẫn sập bẫy, trong đó nhiều nạn nhân là người lớn tuổi, ít cập nhật thông tin báo chí, cũng có trường hợp nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên không trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu, nhất là những người lớn tuổi trong gia đình. Để làm việc với người dân, Công an Hà Nội nhấn mạnh, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Thời gian vừa qua, giá cau tươi trên địa bàn cả nước tăng kỷ lục, mang lại lợi nhuận lớn cho người nông dân. Lợi dụng tình hình này, một số nơi đã xuất hiện tình trạng ăn trộm cau để bán. Công an huyện Sơn Hà, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp bắt và xử lý các đối tượng hái trộm cau trên địa bàn. Mới đây nhất, Công an xã Sơn Ba nhận tin báo của người dân tại thôn Làng Bung có người lạ mặt lén lút vào vườn hái trộm cau. Phát hiện thấy lực lượng công an, kẻ trộm cau đã nhanh chóng tẩu thoát lên núi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh truy xét, công an đã bắt được thủ phạm với tang vật thu giữ là 2 buồng cau và 1 xe máy. Trước đó, cũng từ tin báo của người dân, Công an xã Sơn Ba đã huy động lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường, mật phục bắt quả tang 7 đối tượng ở thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà và thôn Đồng Dinh, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ đang thực hiện hành vi trộm cắp cau. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do giá cau tươi tăng cao nên nảy sinh ý định trộm cắp. Các vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Hiện nay tại Quảng Ngãi, cau tươi có giá từ 75 đến 85.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá kỷ lục từ trước tới nay và người trồng cau đang trúng lớn. Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo các cơ quan hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kết quả thẩm định bảng giá đất để trình UBND thành phố trong ngày hôm nay 16 tháng 10. Dự kiến bảng giá đất mới sẽ được ban hành trước ngày 20 tháng 10. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến chậm nhất là ngày 20 tháng 10, thành phố ban hành bảng giá đất điều chỉnh để phục vụ cho năm 2025. Để đảm bảo thời gian ban hành bảng giá đất đúng hạn, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương thực hiện việc này theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cuối tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra dự thảo của bảng giá đất. Và theo dự thảo bảng giá đất này, một quận và 4 huyện có mức tăng giá đất tại một số vị trí trên 30 lần. Cá biệt tại huyện Hóc Môn có mức giá lên đến 51 lần. Trước thông tin giá đất sẽ tăng đột biến, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đổ xô đi làm thủ tục đất đai. Tuy nhiên, các chi cục thuế tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ tính tiền sử dụng đất cho những hồ sơ nhận trước ngày 31 tháng 7. Đối với các hồ sơ sau ngày 1 tháng 8, tức ngày luật đất đai năm 2024 bắt đầu có hiệu lực, cơ quan thuế sẽ chờ hướng dẫn. Điều này dẫn đến ách tắc giải quyết thủ tục đất đai cho người dân.
Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ cuối tháng 9 năm 2024, Rwanda lần đầu tiên ghi nhận trường hợp bệnh Marburg tại nước này. Đến ngày 10 tháng 10 năm 2024, đã ghi nhận tổng số 58 trường hợp mắc bệnh. Marburg là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao. Vì thế, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm dịch y tế, năng lực xác định với bệnh Marburg. Để chủ động giám sát, phát hiện, kiểm soát dịch bệnh Marburg xâm nhập vào nước ta, Cục Y tế Dự phòng có văn bản khẩn gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Pasteur, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế các tỉnh, thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế đề nghị cập nhật thông tin về các quốc gia, vùng lãnh thổ đang ghi nhận trường hợp bệnh Marburg. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với cán bộ, nhân viên và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, không để lây nhiễm cho nhân viên y tế lây lan ra cộng đồng, chuẩn bị sẵn sàng phòng, khu vực cách ly tạm thời sử dụng cho các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ở cửa khẩu nếu cần. Đặc biệt lưu ý về công tác phòng chống nhiễm khuẩn cho cán bộ làm công tác kiểm dịch y tế về giám sát, kiểm soát bệnh Marburg. Ngày 15 tháng 10, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong 12 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 9 âm lịch và ở mức báo động 3. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong khoảng 5 ngày tới. Đỉnh chiều cao nhất đợt này khả năng xuất hiện vào ngày 19, ngày 20 tháng 10, tức là ngày 17, 18 tháng 9 âm lịch. Trong đó thì tại trạm Phú An, Nhà Bè có thể đạt mức 1,7 đến 1,75 m. Đây là mức trên báo động 3, khoảng 0,1 đến 0,15 m. Thời gian xuất hiện từ 4 đến 7 giờ và từ 16 đến 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu 1, sông Sài Gòn đạt mức 1,75 đến 1,8 m. Trên báo động 3 là 0,15 đến 0,2 m. Trạm Biên Hòa, sông Đồng Nai đạt mức 2 đến 2,1 m. Sấp xỉ hoặc trên báo động 2 hoặc 0,1 m. Cơ quan khí tượng đánh giá mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là kỳ chiều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với chiều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng ở Cần Thơ vừa giải thích lý do trung tâm thành phố Cần Thơ bị ngập nặng sau trận mưa vào chiều tối 14 tháng 10. Cụ thể, sáng ngày 15 tháng 10, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết nguyên nhân gây ngập nặng ở các tuyến đường trung tâm thuộc quận Ninh Kiều do hệ thống cống cũ chưa cải tạo, thoát nước rất chậm. Trong khi đó, 32 tuyến đường vừa được cải tạo hệ thống cống, nước thoát rất tốt. Giải đáp thắc mắc của một số người dân khi cho rằng do đóng cống ngăn chiều cường nên nước mưa từ các tuyến phố đổ ra sông lại không thoát được, gây ra hiện tượng ngập úng trở lại. Đại diện này cũng cho biết thêm, vào chiều qua thì cả 11 cống ngăn chiều cường đều mở và không đóng, bởi các cống có van một chiều đóng mở tự động, khi nước ở mức 1,5 m thì mới đóng. Trong khi chiều ngày hôm qua, nước ở ngoài sông chỉ là 0,9 m.